Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2022, thứ Sáu, tuần thứ Ba, mùa Phục Sinh, năm Chẵn. Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Sao-lô còn mãi say mê hăm dọa giết các môn đồ Chúa. Ông đến Thượng Tế, xin chứng minh thư gửi đến hội đường ở Damas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Jerusalem. Đang khi đi đường lúc đến gần Damas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: Lạy ngài, ngài lạy ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi. Sao-lô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa phán: Hãy trỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại hoảng hốt. Họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Sao-lô trỗi dậy khỏi đất. Mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Damas. Ông ở lại đấy 3 ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bây giờ ở Damas có một môn đồ tên là Anania. Trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: Anania, ông thưa: Lạy Chúa, này con đây. Chúa phán: Hãy trỗi dậy và đến phố kia gọi là phố thẳng, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Sao-lô, quê ở Tắc-xê. Ông ta đang cầu nguyện. Sao-lô cũng thấy một người tên Anania bước vào và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt. Anania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Jerusalem. Tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán: Cứ đi, vì người này là lợi khí ta đã chọn để mang danh ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Anania ra đi, bước vào nhà và đặt tay trên Sao-lô mà nói: Anh Sao-lô, Chúa Giê-xu đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây sai tôi đến cùng anh để anh được thấy và được tràn đầy phép rửa. Và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Damas, và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa. Hãy thay các nước hãy chúc tụng người. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Alleluia, Alleluia. Thầy sẽ xin Chúa che, và người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để ở cùng các con luôn mãi. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.
Người giảng dạy những điều này tại hậu đường các Phanôôm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lương thực trường sinh. Đức Giêsu nói với người Do Thái: Nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Gioan chương 6 câu 53 đến 54a. Suy niệm: Được trường sinh bất tử là mong ước ngàn đời của con người. Đó cũng là điều Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta khi sai con một ngài là Đức Giêsu đến cứu độ thế gian, để người con ấy lấy chính thịt và máu mình làm lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Của ăn vật chất thì nuôi súc thể xác để con người sống khỏe, sống mạnh. Lương thực Thiên Chúa tặng ban thì nuôi dưỡng linh hồn để dẫn đưa con người đến sự sống đời đời. Chúng ta đón nhận thần lương này cách kính cẩn để yêu mến, thờ lại và rước lấy lương thực vừa nuôi sống đức tin vừa là của ăn đàng, dẫn đưa chúng ta về quê trời. Mời bạn, Chúa yêu chúng ta và đã trở thành lương thực để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Không chỉ có thế, nếu chúng ta thường xuyên Đức Chúa kết hợp với Ngài ngay ở đời này, thì khi đi hết cuộc đời lữ hành này, chắc chắn chúng ta cũng được ở cùng Ngài trong cuộc sống đời sau. Chúng ta cảm tạ Chúa và biết đón nhận với lòng thành tâm, xót mến để cuộc sống mỗi người chúng ta được luôn có Chúa ở cùng. Sống lời Chúa, đáp lại tình yêu vô biên của Chúa, bạn xin nâng tham dự thánh lễ để có thể lãnh nhận thánh thể và thường xuyên viếng Chúa nơi nhà tạm. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin cho chúng con biết một lòng sùng kính, mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen. Rất suy niệm lời Chúa hằng ngày. Khác biệt giữa ngày và đêm. Một vị đạo sĩ Ấn giáo nọ hỏi các đệ tử của ông như sau: Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu? Một người đệ tử trả lời như sau: Khi ta trông thấy một con thú từ đằng xa và ta có thể nói đó là con bò hay con ngựa. Câu trả lời trên đây đã không làm cho nhà đạo sĩ ân ý chút nào. Người đệ tử thứ hai mới lên tiếng nói: Khi ta thấy một cây lớn từ đằng xa và ta có thể nói nó là cây sòi hay cây mít. Vị đạo sĩ cũng lắc đầu không đồng ý. Khi các đạo tử nhao nhao muốn biết câu giải đáp, ông ta mới ôn tồn nói như sau: Khi ta nhìn vào gương mặt của bất cứ người nào và nhận ra người anh em của ta trong người đó, thì đó là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu. Nếu ta không phân biệt được như thế, thì cho dù đêm có tàn, ngày có bắt đầu, tất cả mọi sự không có gì thay đổi. Ngày 25 tháng 12, lễ thần mặt trời của dân ngoại đã được giáo hội chọn làm ngày sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu quả thực là mặt trời công chính. Ngài xuất hiện để báo hiệu đêm đã tàn và ngày mới bắt đầu. Nhân loại đã chìm ngập trong đêm tối của tội lỗi, đêm tối của trốn chạy khỏi Thiên Chúa và chối bỏ lẫn nhau giữa người với người. Chúa Giêsu đã đến để xóa tan đêm tối ấy và khai mở ngày mới, trong đó người nhận ra người. Người trở về với Thiên Chúa, quả thật chỉ trong Đức Giêsu Kitô, mầu nhiệm con người mới được sáng tỏ trong đêm tối âm u của khước từ Thiên Chúa. Và chối bỏ lẫn nhau, con người đã không biết mình là ai, mình sẽ đi về đâu trong ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô. Con người nhận dạng được chính mình cũng như nhìn thấy người anh em của mình. Nhận ra người anh em nơi một người nào đó chính là nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi mọi người, cũng như phẩm giá vô cùng cao quý của người đó. Nhận ra người anh em nơi một người nào đó là nhìn thấy niềm vui, nỗi khổ, sự bất hạnh và ngay cả lỗi lầm của người đó như của chính mình. Nhận ra người anh em nơi một người nào đó chính là sẵn sàng tha thứ cho người đó ngay cả khi người đó xúc phạm đến ta và không muốn nhìn mặt ta. Nhận ra người anh em nơi một người nào đó cũng có nghĩa là không thất vọng về khả năng hướng thiện của người đó.
nhận ra người anh em nơi một người nào đó cũng có nghĩa là muốn nói với người đó rằng cách này hay cách khác, ta cần người đó để được sống xứng với ơn gọi làm người hơn. Bài trích sách Lẽ Sống.